Hệ thống phòng khám Victoria Healthcare là một trong những cơ sở y tế thực hành y khoa dựa trên nền tảng y học chứng cứ với ưu điểm không lạm dụng thuốc và xét nghiệm. Trong đó, Victoria Healthcare Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh mới vừa đưa vào hoạt động, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với quy mô gần 1.400 m2, phục vụ chức năng khám và điều trị ngoại trú đầy đủ các chuyên khoa. Đây còn là phòng khám đầu tiên trong hệ thống áp dụng quy trình chăm sóc bệnh nhân theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Sanford Health Mỹ. Qua ký kết hợp tác, đội ngũ quản lý và bác sĩ đã được tập huấn về văn hóa team-based care. Bệnh nhân là trung tâm, bác sĩ, các nhân viên y tế cùng nhau hợp tác để mang lại sự chăm sóc tốt nhất.